may mắn cái sau mùa dịch ủy ban tặng nè. À, vậy là chắc ủy ban phường chắc cũng biết mình làm từ thiện nhiều quá không? Này đâu, này là gương biểu dương gương người tốt việc tốt. Cuối năm được ủy ban phường tặng cho cái này cũng ok, cũng kích thích tinh thần của mình làm được nhiều việc tốt cho xã hội hơn, giúp được nhiều người hơn. Thì má đưa luôn đi cho nó dễ. Dạo này để làm chi? Dạo này để cho bà con mình trong mùa dịch này để có mà ăn, tại giờ nhiều bà con mình đang cô cách ly, vừa cách ly ra thiếu đồ ăn thật lắm, nên mình sẽ hỗ trợ gạo và thịt. Mấy gạo này là để dành phát từ thiện nha các bạn. Đây là gạo ngon nha, đây là mình cho gạo ngon. Gạo ngon chứ phải gạo giỏm nha, gạo miên Thái nha. À, cái này là mấy gia đình mà bị F0 rồi này nọ không có đi chợ được á, trên danh sách tặng nha. Hỗ trợ được cái gì cho bà con mình ăn lấy thảo thôi nha, cũng ít lòng nhiều, tại rồi. Vì mình không có kêu gọi là mình làm tiền túi thôi, có nhiều người thì mình sẽ cho gạo và cho đồ ăn, một cái hộp nào mình có khả năng rồi á, mình có thể mình mua được thì mình hồi nhiều người hầu cho người khác cả nhà, chứ nhiều người xin quá mình cũng không biết ai là tiền giả, nên mình sẽ sàng lọc lại coi những bạn nào mà thật sự khó khăn mình sẽ cho. Đó. Cái chơi khô máu luôn hả? Khô máu luôn. Chơi khô máu chơi tới đồng tiền cuối cùng đúng không? Khả năng mình có gì mình cho đi, mới bữa đi bơm máu về được ít thì thôi kệ cho đi. Chứ giờ tao khổ nhiều quá. Chơi tới đồng cuối cùng luôn nha các bạn. Có nhiều chơi nhiều. Nhiều dân khổ nhiều lắm. Đó nên thôi phải giúp liên tục mà. Cho mình tính ăn tí xíu đi rồi cho bà con mình. Nói chung là hết cái phần này là mình sẽ kêu dọn nhiều tiếp. Bây giờ nhà thì cũng không có hai vợ chồng già thôi, cũng không có kinh phí gì nhiều được, nên là mình mới mua được có mấy người hả? Ủa kia hết hả? Ờ, kia nó không, nhưng mà nhiều người đó. Đỡ không? Nhưng mà uống đỡ không? Về đây có gì nhắn tin cho tao. Ok rồi. Cảm ơn em. Ơi. Ca sĩ. Ca sĩ. Ừ, ca sĩ mà bị hết không? Ở xin thuốc. Uống đủ này, uống hết. Đúng không? Ừ. Ai bị con? Mẹ con hả? Chú trên đây nè, ngó lên nè, ngó lên đây nè. Ngó lên. Mẹ con bị hả? Giờ thuốc còn có người nói. Có thuốc rồi nha các bạn. Nên bây giờ các bạn mà lỡ nó bị gì, các bạn mua giùm mình nha. Máy thì còn nè. Bạn nghe chú dặn nè. Cái máy này đo oxy. Dạ. Nó đo nhịp tim. Đo. Ờ đúng rồi, con về con mua hai cục pin. Dạ. Con gắn cho mẹ con đi, giờ nào khó thở gắn mẹ con. Dạ. Có tình hình như thế nào chụp hình gửi cho báo cho chú biết. Dạ.
nha, cái này là chú tặng cho nên xài trong xôi giữ lại luôn để dễ giữ trong nhà xài nè, chụp nè. Còn cái này là thuốc uống trong vòng 10 ngày, 8 giờ sáng 6 giờ tối, với lại uống chung với cái đơn thuốc kia chú đưa trên riêng á, uống cái này là hết. Có cái gì tình hình về báo cho chú biết. Ừ. Rồi con về đi, cố gắng tránh ra nhiễm nha con. Dạ. Phát thuốc rồi, không còn thuốc nó phải đợi nhập về, cho nên là có lẽ là lâu à, ở đây nó liên lạc để nhập thuốc về nữa giúp cho bà con, nhưng mà bây giờ hết thuốc rồi nha bà con. Máy oxy thì còn một người với 5 người tiếp xúc đúng không? 5 người tiếp xúc không? Tiếp xúc nhưng mà chưa có phát bệnh mà. Mình cứ đưa phòng hồi cho người ta đi. Tiếp xúc thì ngày uống viên được rồi. Tiếp xúc mà đeo khẩu trang thì nó rất nổi. Em ơi, cái này dành cho người tiếp xúc nha, uống 3 ngày giùm anh. Nó phòng hờ bị tái phát, nó bị bùng lên thôi. Uống này 3 ngày cho 5 người đúng không, 5 người tiếp xúc đúng không? Sáng 8 giờ, tối 6 giờ, uống phòng hờ thôi. Ừ. Không dưới kè, cái bịch ở dưới em để sẵn luôn mà cứ đúng giờ không? Sao không cục chung vô luôn không này? Quẹt kìa, hơi vô. Ổng ở dưới có ai lo không? Dạ, giờ có một em. Cái này của ổng nè, cái này là cái hàng. Dạ. Anh lấy thuốc uống không ạ? Hai người, đợi em chút xíu nha. Mới bị hả?
bị lung tung kia giờ bị của chị đuổi chưa đây. Của em xong rồi đó, uống chung với to kia cơ, của cho anh hai viên cũng muốn chơi vậy luôn, nhưng uống trong vòng 10 ngày. Ừ. Cái đó dành cho người bị đó, rồi chị cho uống chung với lại cái uống to uống chung với cái to thuốc mà anh đưa cho em á. Uống chung với to thuốc, uống nó từng lễ là hết à. Rồi có gì ới anh biết ra đâu, uống trong vòng 5 ngày vô bờ là bỏ làm về xong tỏi vô, chị lấy tỏi á đập dập bỏ vô ly nước á, nước sôi á, rồi xong rồi lấy mền cho lấy khăn chùm cái đầu vô, lấy cái hơi nước hít vô cái lỗ mũi, rồi còn cái nước nó ấm á, nó nguội lấy cái nước tỏi đó uống luôn. Ừ đúng rồi, được phòng người cũng nên xong tỏi đi, tại bây giờ cái virus mình đang nằm ở ngay cuốn họng thôi, nên mình cần phải diệt liền, không là nó vô phổi là mệt á nha. Rồi chị mua nói chung là kêu bây giờ nè, kêu ông về ông ăn uống cho đều, nó cần cái sức khỏe, ăn nhiều ăn vô không được cũng chia đồ ngón nhỏ bỏ miệng nuốt, tại ông đang bị mất vị giác. Mất vị giác thì nó gọi là cái triệu chứng nhẹ, nhẹ uống kia là vô bờ liền à. Cho nên mình cứ bình tĩnh, kêu chia phần nhỏ ra ăn uống, chỉ cần mất vị giác là mình cứ chia phần nhỏ uống, không ăn cũng phải gắng ăn, biết sao mình phải có sức nha. Cho nên là ví dụ như ổng không ăn á thì cứ chia 10 phần, mỗi phần cách nhau 15 phút cứ bỏ lụm bỏ miệng nuốt, mình phải đề kháng. Nhiều khi bây giờ mình ăn giống như mình ngậm tờ giấy vậy đó, không có cảm giác gì, nó đắng két chứ kêu ổng bỏ đâu cái mùi nuốt. Gì đó không mất thị giác là ăn nhẹ rồi. Sao em không cái đừng nít hả, nít chia ra nửa viên rồi về đem. Có gì ở anh nhắn tin cho anh. Con nít mấy tuổi? Uống được rồi. Bẻ con nữa ra. Còn anh bị sao? Mất vị giác không? Đau đúng không? Phò nước muối vô anh, lấy nước muối phò vô. Uống 10 ngày cho em. 2 viên. Sáng 8 giờ, tối 6 giờ, ăn uống thôi. Kêu anh lấy thêm cái to nữa, mua thêm cái to anh nhẹ nữa. Anh lên không sao, có gì ở em nha. Nhưng mà mua hiếm to cho lẹ. Rồi. Không có biết đâu cũng mua. Uống liền về uống liền. Ăn uống đều vô cho em, có gì ở em liền. Uống liền đi nha. Nhiều quá trời. Ông này đi dữ lắm. Ông này đi dữ lắm. Ông này là ông đi, em thấy ông đi kinh khủng luôn. Ông đi, ông độc thân vô tính mà nữa, ông đi xài cái này xài cái kia. Ông gặp anh là ông xài lên, sợ ông chết. Giờ ông đi ông xài người ta, ông ăn bây giờ thế nào cũng lây nhiều lắm. Không, ông biết rồi, ông biết tới rồi, bị là ông biết tới rồi. Em không, anh đưa 10 ngày uống nha. Hết, âm tính vẫn uống luôn, đừng có ngân nha. Hôm qua anh có đưa cái đơn thuốc á, kèm theo cái đó uống chung với này nha. Sáng viên, chiều viên. Em ơi, cách nhau 6 tiếng. Ăn sáng xuôi uống liền, tối 7 giờ tối uống trước khi ngủ nha. Tập thể dục, giặt nước tỏi uống nha. Cái thuốc này ở ngoài không có bán, cho nên uống kèm chung với đơn thuốc. Thuốc này là thuốc của Mỹ, không ngoài không có bán. Cái hôm qua anh đưa đơn thuốc 7 giờ loại thuốc á, rồi uống chung với này kèm chung với này cho anh, hiểu không? Chút xíu anh bóc cho anh luôn đi, anh sẽ chỉ cho rõ ràng hơn nha. Còn cái này uống ngày uống 2 viên, sáng viên tối viên. Có gì cái anh bóc cho anh cái xin... kia là em mua heo to, em uống heo to, còn cái này em chèn vô chung luôn cho chị. Hiểu không? Có gì nhắn tin cho anh không sao đâu. Ok, có gì nhắn tin cho anh. Rồi okay, nha, cố gắng nha em.
bao giờ mới hết. Hai bao anh nghĩ sao nặng ở trên cao xuống làm như là ấy lắm vậy, gãy qua giờ. Này vô trước đây thầy đưa thuốc xuống sao? Cái này con đưa cho những người ở phòng trọ nha. Lấy bột con len đây, bỏ ra. Đợi thầy chút xíu nha, thầy chuyển xuống nhiều lắm á. Hán vô lại cho thầy, thầy chuyển vô. Xin thuốc không? Có.
Bao nhiêu phần? 6 người. Nè Hùng ơi, thuốc này nha, cái này là thầy phân ra sẵn hết luôn rồi. 6 người nhà bị dữ vậy. Thuốc này độc này khác thuốc đó. Thuốc đó dành cho mấy người bị nặng đó nha. Mấy người bị nặng, còn thầy đưa thêm thuốc kia nữa, thuốc của Mỹ. Hồi nãy dặn thuốc gì đó, để riêng đó. Cái nào nặng là để riêng đó. Sợ quá. Sáu người đúng không? Thầy đưa uống trong vòng 7 ngày nha. Thầy chia 6 bịch, bao giờ đưa cho 6 người. Còn 4 phần đó đó, con coi người nào nặng đó, con chia cho 4 người nặng nha. Kèm vô thuốc này luôn nha. Thuốc này nha các bạn, thuốc này. Cái này ok lắm. Bữa đó không có bệnh gì nào cũng bán. 6 người. Không để em đó luôn đó. Nè coi. Cái này 6 người nha. Ngày uống 1 viên, ngày uống 2 viên. Uống hết thì báo cho thầy, nhưng mà uống xong xuôi lại vô bò rồi à, nha. Về đi. Cố gắng nha, gạo về phát cho bà con nha. Bị gì mà bị cái đống 6-7 người vậy trời. Nặng quá hả? Xong, giúp vậy thôi. Tại vì giờ lúc này là bệnh dịch nhiều lắm, cho nên mình tự làm mình phải bảo vệ mình. Xong xuôi là phải tắm cồn rồi. Chút xíu ăn dẹp đi, chút xíu ăn.
ra bẫy gì mở trời. Phim cũng nguy hiểm đúng không? Nhưng mà con thấy giúp được người người khó khăn vui không? Hả? Đứng. Nãy giờ con đứng quay phim đâu vui. Nhưng mà người ta khó khăn nhiều hơn mình, thấy không? Cho nên mình giúp được người nào giúp. Sau này lớn lên con cũng làm giống ba không? Ok không? Nhưng yeah. mà không đủ điều kiện thì sao? Không đủ điều kiện có ba. Yeah. Cố gắng ha. Thank you.
bên 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 Ủa cho ba đem hai tận hai cái gì đó? Luôn. Con có đứng xa ra cho an toàn hiểu không? Đặt đầu luôn em. Cố mãi phải.